Mến chào bà con và các bạn, chào mừng bà con và các bạn cùng đến với bản tin giá heo hơi ngày 28 tháng 2 năm 2024 được phát trên kênh Nông nghiệp Vlog. Mở đầu bản tin chúng tôi xin gửi tới bà con và các bạn một số tin vắn đáng chú ý sau đây. Công ty CP Việt Nam giữ giá heo hơi khu vực miền Bắc 60.000 đồng 1 kg còn miền Nam 58.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi bình quân cả nước hiện 56.100 đồng 1 kg, cao hơn thị trường Trung Quốc gần 10.000 đồng một kg. Thông thường, khi giá heo Việt Nam cao hơn các nước lân cận thì tình trạng vận chuyển heo lậu vào nội địa lại gia tăng. Chính vì vậy, người chăn nuôi kỳ vọng cơ quan chức năng tiếp tục kiểm soát tốt tuyến biên giới để chống heo, bò, gà lậu. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại có thể thấy giá thành chăn nuôi của Việt Nam vẫn khá cao so với các nước trong khu vực ngành nông nghiệp và người chăn nuôi cần có giải pháp trong việc kéo giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá heo mảnh ở chợ đầu mối trong khoảng 68.000 đồng 1 kg. Giá thịt heo như ba rọi 101.000 đồng 1 kg, sườn non từ 130.000 đồng 1 kg, sườn già 94.000 đồng 1 kg. Nạc vai 95.000 đồng 1 kg, chân giò rút xương 102.000 đồng 1 kg ba rọi rút xương 163.000 đồng 1 kg, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1 năm 2024, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước đạt 84,73 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh 69,3% so với tháng 1 năm 2023. Trung Quốc đứng đầu về thị trường tiêu thụ thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam, chiếm trên 32,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước đạt 27,31 triệu đô la Mỹ, tăng 119% so với tháng 1 năm 2023, tiếp. Sau đó là thị trường Campuchia chiếm 16,2%, đạt 13,72 triệu đô la Mỹ, tăng 29,8% so với tháng 1 năm 2023, đứng thứ ba là thị trường Mỹ với 11,49 triệu đô la Mỹ, tăng 390,9% so với tháng 1 năm 2023 chiếm 13,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước. Sau đây mời bà con và các bạn cùng xem giá heo hơi hôm nay. Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc, Bắc Giang đạt mức giá 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Yên Bái 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Lào Cai 56.000 đồng 1 kg, Hưng Yên 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Nam Định 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg.

Lạng Sơn 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg. Bắc Ninh đạt mức giá 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg, Điện Biên đạt mức giá 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg, Hòa Bình đạt mức giá 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg, giá heo hơi tại miền Trung Tây Nguyên, Thanh Hóa 56.000 đồng 1 kg, Nghệ An 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Hà Tĩnh 55.000 đồng 1 kg. Quảng Bình 55.000 đồng 1 kg, Quảng Trị 54.000 đồng 1 kg, Thừa Thiên Huế 55.000 đồng 1 kg, Quảng Nam 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Quảng Ngãi 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg, Bình Định 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Khánh Hòa 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Lâm Đồng 58.000 đồng 1 kg, Bình Thuận 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Gia Lai 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg. Ninh Thuận 56.000 đồng 1 kg, Kon Tum 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam, Bình Phước 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Đồng Nai 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg, Thành phố Hồ Chí Minh 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Bình Dương 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Tây Ninh 57.000 đồng 1 kg, Vũng Tàu 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg, Long An 57.000 đồng 1 kg, Đồng Tháp 57.000 đồng 1 kg, An Giang 56.000 đồng 1 kg, Vĩnh Long 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Cần Thơ 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg.

Cà mau có mức giá là 55.000 đến 56.000 đồng một kg.